Lại là thứ sáu và không nói nhiều nữa Đây là AMC The Walking Dead Phần này thì đánh nhau với bọn ăn thịt người Đánh bại một nhóm cảnh sát ở Atlanta Rồi đi qua mùa hè mà không có vũ Tức là hạn hán rất nhiều Cuối cùng thì họ tìm được một cộng đồng mới tên là Alexandria Xong rồi về sau cũng phá toan hoang ngay cộng đồng này Sau cái câu chúng mày động nhầm người Ở cuối phần trước thì nhóm của Rick đang chuẩn bị đồ Để đợi bọn kia quay lại thì choảng nhau Nhưng mà có phải ai cũng ngu như mấy ông rapper Thiếu tổ chức đâu Đội kia dùng bom khó trước khi vào bắt mấy người trong toa tàu ra một cái máng để cắt lấy thịt men phim hay vậy nhưng mà chưa kịp ra tay thì tên Gareth đã đi vào để tra hỏi số súng mà Rick đã giấu đi sau khi trả lời các thứ, các thứ thì chuẩn bị đến lượt Glenn bị cắt tiết thì bùm một tiếng súng vang lên bên ngoài và đây là tác phẩm của Carol trước đó thì Carol và Terry đang lang thang thì gặp một thanh niên của Terminus đang bố trí pháo hoa để dụ đàn zombie ra khỏi trại nhờ tên này mà Carol biết là đồng đội đang gặp nguy hiểm tên này bị trói lại trên một căn nhà gỗ và giao cho Tyrese trông coi còn Carol thì dùng chiêu cũ bôi thịt thối lên người trà trộn vào đám zombie để tiếp cận terminus Cô ấy đến đúng lúc để thấy Rick bị đưa đến lò đánh tiết canh nên là tìm cách để cứu mọi người ra. Đúng lúc đấy thì có một đàn zombie siêu lớn tiếp cận khu căn cứ nên là Carol chỉ cần dùng pháo hoa làm nổ bình ga, phá hàng rào để lũ zombie tràn vào. Trong đoàn này cũng hơi điều tí kiểu thiện xa với trưởng. Sau đấy thì Carol trà trộn cùng đống zombie đi vào. Tiếng nổ tạo cơ hội cho Rick giải thoát mọi người trong lò mổ. Họ bắt đầu tìm vũ khí xung quanh và lên kế hoạch giải thoát những người còn lại. Trong lúc đó thì Carol đã lẻn vào phòng chứa vật tư của Terminus. Mỗi tội là không có thời gian là khoáng được mỗi mấy cái đồng hồ với cái cung của Daryl. Rick lúc này thẳng tay đồ sát lũ Terminus Terminus để cướp vũ khí cho mọi người. Carol thì được gặp mẹ của Gareth. Bà này xuất hiện để giải thích tình hình của Terminus. Tóm lại là nhóm này từng bị nhóm khác áp bức xong rồi hiếp các thứ nên là phải vùng lên đấu tranh. Nhưng mà ăn thịt người thì xong rồi Carol thả zombie vào để bà này biết thế nào là cảm giác bị ăn thịt. Trong lúc đó ở phía Tyree thì có một đám zombie đã vây quanh tòa nhà mà tên ở Terminus thì cũng thoát ra và bắt Judith để uy hiếp buộc Tyree phải xông ra đàn zombie bên ngoài. Thằng kia cứ tưởng thế là xong nhưng mà là xong hết đàn zombie. Tyree chỉ lao vào như con trâu, túm lấy tiền kia dậy như bố dậy con. Quay lại với Terminus thì Rick đã giải cứu được mọi người rồi cùng nhau vượt rào chạy thoát, quay lại rừng lấy đống súng được giấu đi, rồi định quay lại khử hết bọn Terminus, nhưng mà mọi người phản đối tại vì không muốn truy cùng diệt tận. Mà đúng lúc đấy thì Carol xuất hiện mà lại còn nẹp được Judith và Tyrese nên là Rick cũng bỏ qua lũ Terminus luôn. Sau đấy quả đấy lại quay lại cắn đít luôn. Tyrese cũng kể cho Carol chuyện xảy ra nhưng mà anh bà đã khử tên kia luôn rồi. Tóm lại là cả nhóm đã tụ họp và cùng nhau đi tìm nơi ở mới. À, tổng kết tình hình một chút thì Rick đã kết nạp Tara vào nhóm và mời Carol quay về với cả bọn. Tyrese chấp nhận bỏ qua cho Carol. Abra Abraham thì đi theo đoàn để tìm cơ hội thuyết phục mọi người đi Washington. Đoàn đội thì có vẻ ổn định lại nhưng mà Daryl để phát hiện ra là có kẻ theo dõi họ. Rick thì chỉ còn cách là nhắc nhở mọi người cẩn thận tí. Lúc này thì có tiếng kêu cứu và Carl liền thuyết phục bố đi cứu người. Đây là lúc mọi người gặp ông cha xứ Gabriel. Nhóm của Rick theo chân ông này về một cái nhà thờ trống không. Abraham tìm ra một chiếc xe buýt và muốn sửa nó để đi Washington. Thế là Rick quyết định ở lại cái nhà thờ vài hôm, đem theo Gabriel để vào thị trấn tìm đồ. Trong lúc đó thì Bob thuyết phục Rick đồng ý đi Washington và Carol thì đi riêng để lấy nước. Hai người thì nằm một cái xe và Carol chuẩn bị nó để rời đi trong trường hợp xấu nhất. Glenn thì đi cùng Maggie và Tara để tìm thêm đạn dược. Mà Tara thì vẫn còn lấn cấn khi mà đối mặt với Maggie. Quay lại với Rick thì nhóm của anh phải chui xuống một tầng hầm ngập nước và zombie để lấy đồ. Trong lúc cố gắng cứu Gabriel hoảng loạn vì gặp người quen đã chết thì Bob đã bị cắn. Ôi không! Lại một người da đen mà không ai quan tâm nữa lại phải chết. Nhưng mà anh giấu không cho ai biết cả. Khi mà Rick đã quay về thì Carl chỉ cho anh một dấu hiệu. Cửa sổ bên ngoài nhà thờ có vết bị cậy và anh đó đã để lại dòng chữ là mày sẽ bị thiêu rụi ở điều này tối hôm đó cả bọn mở tiệc abraham quyết định thuyết phục rick đến washington một lần nữa và lần này thì anh đã đồng ý trong khi cả bọn vui vẻ giải quyết mâu thuẫn và rick bắt đầu hệ tư tưởng tối thượng là gia đình ở trong đầu thì carol lặng lẽ đi ra cái xe hồi sáng tìm thấy nhưng mà bị daryl phát hiện và nghĩ là cô muốn bỏ đi nhưng mà họ chưa kịp tranh cãi thì một chiếc xe dấu thập trắng chạy ngang qua daryl lập tức lên xe đuổi theo trong lúc này thì bob đi ra ngoài tận hưởng giây phút còn sống một mình thì anh bị tấn công và đoán xem là ai nào chính là Gareth đúng là nhân từ với kẻ thù là tàn ác với bản thân và bọn này xin luôn một bên chân của Bob vừa trả thù và vừa có đồ ăn sau đó thì Gareth kể về quá khứ bi thảm của mình và quá trình bị biến đổi thành một tên có hành động điên rồ nhưng mà tuân theo quy tắc và quan trọng là nói lắm với lìn câu thời gian Bob thì nhìn Gareth như là thí sinh thách thức danh hài lạ mọi thứ nhưng mà chỉ tiếp buồn cười anh khoe ra vết cán trên vai thế là bọn kia phải móc họng nôn hết ra mãi về sau thì Sasha mới phát hiện là Bob đã biến mất cộng thêm cả Daryl và Carol Rick bắt đầu nghi ngờ Gabriel Gabriel là thủ phạm đằng sau và ép hỏi về dòng chữ đáng ngờ ở phía sau nhà thờ. Gabriel mới bảo là đấy là vào đêm đại dịch bùng nổ thì người dân xin cho vào nhưng mà Gabriel hèn nhát không cho và họ đã để lại dòng chữ này. Tóm lại thanh niên này là hèn chứ không phải là kẻ chủ mưu hại nhóm của Rick. Lúc này thì Bob được trả về, mọi người mới biết chuyện Terminus quay lại và hay cả chuyện Bob bị tớp vào vai. Rick nhờ Gabriel xác định nơi chúng ở và bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Cơ mà Abraham muốn di chuyển ngay đến Washington để bảo vệ Eugene nhưng mà gia đình mà Rick không bỏ ai ở lại. Cả hai căng. Thế là Glenn đưa ra một đề nghị là Ibrahim sẽ ở thêm 12 tiếng Sau đó thì dù chuyện gì xảy ra Glenn và maki e sẽ đi cùng đến Washington Rick lúc này bắt đầu lên kế hoạch phản công trong đêm Sasha nhất quyết tham dự mặc cho Tyrese ngăn cản vì muốn cô ở bên Bob Nhóm của Rick lặng lẽ xuất phát chỉ để lại vài người ở nhà thờ Ngay khi họ khuất bóng vào rừng cây thì Gareth dẫn người đi ra từ phía đối diện Một pha bách đỏ như trong game 2019 Gareth dễ dàng đi vào nhà thờ Những người còn lại thì không thể đủ sức chống lại cái bọn này Và thế là lại một thất bại nhục nhã dành cho Rick Nhưng mà không, tất cả nằm trong kế hoạch của Rick rồi Anh quay lại bọc hậu chúng và cây cho sự thất bại của Gareth là Isekai. Michon cũng tìm lại được thanh kiếm từ bọn này. Nhiều người trong nhóm hơi hoảng trước màn thanh trừng này, còn Gabriel thì sợ đến mức không gọi được chúa. Sáng hôm sau thì mọi người nói từ biệt với Bob, mà chính Bob cũng truyền lại sự lạc quan cho Rick, cho anh niềm tin vào người tốt và tương lai tốt. Cho đến khi Bob ra đi thì Sasha đã không thể xuống tay Mà để cho Tyrese làm Ở bên ngoài thì Abraham đã làm xong lời hứa Nhóm của anh lên đường đến Washington cùng với Glenn và Maggie Còn người khác thì ở lại đợi Carol và Daryl Sau khi họ rời đi Rick mới mở bản đồ mà Abraham đã để lại Và có ghi chú là hãy đến Washington Vì thế giới mới cần có Rick Rams Đêm hôm đó thì Daryl quay về mà không có Carol Vậy thì cô đang ở đâu? Trước đó thì chúng ta đến với hành trình của Beth Đoạn mà tôi thấy là chán mẹ nhất trong cái phim này đấy Cô bé tỉnh dậy trong bệnh viện Grady Và gặp cỡ Don, cảnh sát cầm đầu nơi này cùng với bác sĩ Steven bệnh viện Grady chữa trị cho những người sống sót họ tìm được Không không chữa được thì thôi những bệnh nhân được chữa thì trở thành nô lệ và phục vụ cho những cảnh sát và bác sĩ trong bệnh viện cũng là nơi tru tận cho cảnh sát luôn à, tay bác sĩ thì ngược lại khá tử tế ở đây thì Beth làm quen được với Noah chung là nhân vật cũng quan trọng cũng hay hay nhưng mà lại đã chết Noah vạch mặt cái hệ thống cảnh sát ở nơi này à, chỉ cứu những người mà trông có vẻ sai bảo được và chính nội bộ cũng có vấn đề Noah có ý định bỏ trốn và quay trở về nhà à, Don thì là kiểu người cực đoan và áp đặt góc nhìn của mình lên người khác gọi là gia trưởng đấy với cơ bản thì không làm điều xấu nhưng mà khiến người khác khó chịu. Nhưng mà như thế thì không có nghĩa là những tên còn lại là người tốt, ví dụ như là ông này, lông mày trông rõ tà dâm. May mà bác sĩ kịp xuất hiện và đứng ra bảo vệ Beth. Trong một buổi tối thì Beth tiêm nhầm thuốc cho một bệnh nhân và khiến anh ta đột tử. Khi mà Don truy cứu thì Noah đã đứng ra ăn đòn thay. Vấn đề là Don là biết thừa cậu ta nói dối nhưng mà vẫn chấp nhận lý do xuất sẹo để giải quyết cho xong chuyện. Cái này chứng tỏ nội bộ của vấn đề thực sự ấy. Don sợ những rắc rối xảy ra và ép Beth phải tuân theo hệ thống của bệnh viện, nghĩa là phải phục vụ cho những anh cảnh vui vẻ và những anh cảnh sẽ bảo vậy những người yếu đuối vô dụng như là beth thế là beth quyết tâm rời khỏi chỗ này và noah chỉ cho cô một lối thoát qua tầng hầm nhưng mà cần phải lấy trộm chìa khóa thang máy beth lợi dụng lúc không ai để ý lẻn vào trong phòng của don tình cờ phát hiện một bệnh nhân đã chết beth bỏ qua mà tiếp tục tìm chìa khóa nhưng mà tên cảnh sát tà dâm đã phát hiện ra đúng lúc cảnh sát cũng sống dậy và beth lợi dụng nó để khử tên cảnh sát kia cả hai vất vả mãi với trốn được bên ngoài nhưng mà zombie đã chặn hết các lối đi beth quyết định là mồi nhử cho noah chạy thoát thế nên là bị đám cảnh sát bắt lại và giờ thì mặt beth có thêm một vết sẹo và cô còn nhận ra một sự thật tàn khốc là chính tay bác sĩ đã đọc nhầm thuốc để cô hại chết bệnh nhân kia vì bệnh nhân này cũng là ngành y và nếu hắn sống thì bác sĩ sẽ mất đi vị trí đập tôn trong bệnh viện thế là Beth mất hết niềm tin vào người tốt và định xử luôn bác sĩ nhưng mà lúc này thì ông ta vẫn hữu dụng tại vì có một bệnh nhân mới được đem vào đó chính là Carol quay trở lại với nhóm của Abraham thì sau khi chia tay ở nhà thờ họ đã gặp một tai nạn không ai chết nhưng mà xe đã phát cháy Eugene đề nghị là quay lại nhà thờ Abraham để cáu lắm tại vì cứ sự cố này sự cố kia sổ vào mặt mọi người là phải đi tiếp Glenn thấy thế đến an ủi và cùng mọi người thể hiện sự ủng hộ quyết định của ông. Tới hôm đó thì họ qua đêm ở một tiệm sách. Eugene lúc này thú nhận với Tara là đã phá lén xe vì sợ bị mọi người bỏ rơi nếu mà không chữa được bệnh. Sáng hôm sau thì Rosita đề nghị là nghỉ ngơi thêm một ngày nhưng mà Abraham thì cứ như ly vào ba, lúc nào cũng phải non stop. May là họ kiếm được một con xe cứu hỏa ở bên đường. Cơ mà đi được tí thì xe cũng hỏng ngang. Trong lúc sửa xe thì Glenn ngửi thấy mùi thối giữa trong không khí, cả bọn đi bộ dò đường và phát hiện một biển zombie trước mặt. Abraham để mất trí cứ phải cố chấp đi tiếp cơ. Mọi người thì phản đối. Thế là Abraham lôi Eugene về xe đi tiếp Eugene đã chịu nổi áp lực nữa mới phọt ra là Hóa ra là bố này từ đầu đến giờ bốc phét nói dối Chả chữa bệnh được đâu Tất cả mọi người ngỡ ngàng trước sự thật Thế là Abraham đấm cho Eugene bất tỉnh luôn Rồi khụ xuống vì thất vọng hoang mang các thứ Abraham sốc tại vì khi bắt đầu đại dịch Thì vợ con của Abraham đã chết hết Và anh muốn tự sát Việc đưa Eugene đến Washington là mục đích sống duy nhất của anh Mà giờ cái thằng này bốc phét thì sống sót tí nữa Quay lại với câu chuyện của Carol và Daryl Hai người đi theo chiếc xe chữ thập về Atlanta Họ là đi bộ lanh quanh thành phố này. họ đi theo cho đến khi hết xăng và cả hai đành phải đến cơ quan cũ của Carol nghỉ qua đêm rồi tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau cách nhanh nhất để tìm một thành phố là đến tòa cao nhất nơi mà có góc nhìn bao quát nhất Carol nhờ thế phát hiện ra một con xe chữ thập bị bỏ lại trên cầu họ quyết định là ra đấy để tìm manh mối trong lúc rời tòa nhà thì họ gặp Noah và bị thằng bé lột hết vũ khí nhưng mà Carol đã giấu một khẩu súng và suýt bắn chết Noah nếu mà Carol không cản lại nói chung là giờ là Carol đã trở thành người quyết đoán sẵn sàng làm mọi thứ vì mục đích của bản thân và đồng đội đấy là lý do mà cô sợ ở lại với nhóm của Rick nhưng mà Darryl không quan tâm Giờ thì phải đi ra chỗ chiếc xe cái đã Daryl tìm thấy cái tên bệnh viện trên chiếc xe Và đã rõ mục tiêu Nhưng mà đám zombie tập trung quá đông Khiến hai người phải trốn vào trong xe Rồi lao nó xuống cầu Đúng là đi với ông Daryl thì bạo lực vẽ trưởng Carol cũng vì thế mà bị chấn thương một vai Nhưng mà không vì thế mà dừng lại Hai người tiếp tục tìm vị trí để quan sát bệnh viện Grady Và oan ra lại gặp được Noah Lần này thì Daryl ra tay trước Khiến thằng nhóc thành sĩ tử bị tù đè thế là cướp lại được vũ khí Daryl định kệ thằng nhóc chết sống sao cũng được nhưng mà Carol bảo không giờ thằng nhóc không còn là uy hiếp nữa nên là hãy cứu nó thế là một lần nữa Carol đưa ra quyết định đúng đắn VL vì thằng bé chắc chắn là cái chìa khóa để cứu được Beth. Đúng lúc đấy thì cái xe của bệnh viện xuất hiện và cả hai mang Noah chạy đi nhưng mà Carol bất ngờ bị chúng tông phải và bị mang đi. Noah cản Daryl xung ra cứu tại vì giờ để Carol đến bệnh viện chữa trị là cách tốt nhất. Thế là kế hoạch giải cứu Beth trở thành kế hoạch giải cứu Beth và Carol. Daryl quyết định quay về để gọi thêm hỗ trợ và đó là lý do anh xuất hiện ở ngoài nhà thờ giữa đêm khuya. Sáng hôm sau cả nhóm ra cố nhà thờ. Rick sẽ dẫn một nhóm đến Atlanta còn Michonne sẽ cố thủ ở nhà để bảo vệ Carl và Judith. Ngay khi nhóm của Rick lên đường, kho đã chặn kín toàn bộ lối ra vào nhưng mà cái tay tra sứ gabriel thì rất là khó chịu tại vì nhà thờ bị hủy hoại và nhuốm máu vì cái bọn khách này tình hình thì rick sẽ đi đến atlanta về kế hoạch là giải cứu beth và carol tại bệnh viện nhóm của glenn thì vẫn yên vị tại vì abraham vẫn chưa hết sốc quay lại với rick anh bắt đầu lên kế hoạch tấn công ngay khi đến địa điểm Nhưng mọi người đề nghị là hãy bắt hai tên cảnh sát để trao đổi con tin thế thế cho dễ em vui vẻ trong lúc đó thì kho ở nhà cố nhét con mã tấu vào tay tra sứ nhưng mà ông này vẫn chưa buông được giáo lý để chiến đấu đoạn sau thì cũng vì thế mà báo mọi người quay lại kế hoạch giải cứu cả nhóm dùng Noah làm mồi nhử và tóm được hai tên cảnh sát đúng lúc đấy thì một tên nữa lái xe đến cứu luôn hai người kia đi nhưng mà Shasha bắn nổ lốp xe và thế là chúng ta có trò chơi đi tìm người chạy trốn Daryl dò xét những chiếc xe gần đó phát hiện được tên cảnh sát thứ ba Rick định khử luôn tại vì cũng chỉ cần trao đổi hai con tin thôi cơ mà có ba thì vẫn tốt hơn Batman bảo thế hai tên cảnh sát bị bắt còn rất là phối hợp họ không hợp với phía Don nên là trao đổi chưa chắc thành công thế nên là cô cảnh sát này đề nghị là thả về để đảo chính rồi thả người của Rick ra đúng một khôn lù tên này thì khôn hơn bảo là không muốn chết thì hãy để bọn này giúp à, tên cảnh sát còn lại thì tỏ ra ngoan ngoãn nhưng mà lại lợi dụng Sasha để thoát ra ngoài trong lúc này ở nhà thờ thì Gabriel cũng cậy sàn để tẩu thoát để, để làm gì tí biết quay lại vẽ Lanta để Rick lập tức đuổi cảnh sát và tay kia để cứ nghĩ là mình chạy nhanh hơn được ô tô thế là bị Rick tông thẳng luôn. Tại vì nhận ra là cũng không cần thằng này lắm. Người đang tẩu thoát còn lại thì là Gabriel đến tận nơi đám terminus từng ở để xác nhận xem là bọn này có ăn thịt người thật không. Đúng lúc đấy thì đám zombie gần đó phá cửa áo ra và thế là cái thằng đần này dẫn cả lũ về nhà thờ. Sao mày không biết đường chui lại cái lỗ chó mà lại đòi mở cửa chính cơ? Thế là bắt mission phía trong phải phá cửa ra và thế là nhà thờ toang luôn. Đúng là ngu. Mọi người giờ lại phải chui lỗ chó này ra ngoài xong rồi niêm phong cửa chính để nhốt lũ zombie lại xong rồi giờ uh, chờ vơ bên ngoài bọn zombie thì nhiệt tình phá cửa may mà đội của abraham quay lại lúc này thì maggie mới biết là beth vẫn còn sống thế là cả lũ kéo nhau đi atlanta quay lại với rick thì cứ tưởng là giết một người bên họ thì mọi chuyện đổ vỡ nhưng mà hai cảnh sát còn lại thì tôi không nghe tôi không thấy tôi không tin những gì anh nói rick bắt đầu hẹn gặp phía bên kia những người khác thì mai phục bắn tỉa xung quanh anh đưa ra đề nghị và thành công đem con tin tiến vào bệnh viện hai bên đối mặt nhau trong một hành lang nhỏ tiền trao cháo múc một đổi một nhưng mà don còn tham lam đòi thêm noah rick thì coi đó là Lời tuyên chiến nhưng mà Noah chấp nhận hy sinh để không có máu xảy ra. cơ mà Beth lại xoay đổi tình thế, tiến tới nói chuyện với Don để ám sát nhưng mà Don trả ngay viên đạn theo bản năng. Chính Don còn bất ngờ trước tình huống này và Daryl lập tức giết bàn này luôn. Phía bên cảnh sát thấy thế thì cũng không muốn đánh nhau nữa. Thế là ai về nhà nấy. Đúng lúc đấy thì xe của Abraham đến nơi. Maggie hào hức lắm vì sắp được gặp em gái. Nhưng mà tất cả còn lại là một cái xác thôi. Nhóm của Rick lại mất đi một thành viên mà theo tôi thì được mỗi cái sinh chả, chả hay đâu. Nhưng mà không sao vì Morgan đã xuất hiện trở lại. Anh ta đến chỗ nhà thờ và tìm được tấm bản đồ dẫn đi Washington có đề tên của Rick. Trong lúc này thì Rick đang bàn bạc với cả nhóm và quyết định là đưa Noah về nhà. Để cẩn thận thì họ đỗ xe cách điểm đến một đoạn rồi đi bộ đến quan sát tình hình, nhưng mà khu trại lại chấm không, hàng rào thì bị đục ra một lỗ. Noah đau đớn ngục ngã, Taris liền đến an ủi, còn Rick thì dẫn mọi người đi lút đồ. Trong lúc đó thì anh Tranh thủ nói chuyện với Glen để quyết định hướng đi tương lai của cả nhóm. Họ quyết định là sẽ rũ bỏ hết bây giờ chả còn có đúng sai gì nữa mà cái gì sống sót thì làm, điều gì ngăn cản cả nhóm đi tiếp sẽ bị loại bỏ. Michon bảo là họ cần có chạy mới, nếu cần thì ở luôn đây cũng được, chỉ cần là chạy bất kê để vào lỗi thủng này lại. Nhưng mà bờ tường thì đã quá mục nát nên là cô lại gợi ý về Washington nơi mà có khả năng là có trại rất cao và họ thế nào gần đó. Thế là Rick chốt ngay phương án này. Lúc này thì Noah đã bình tĩnh lại và chạy thẳng về nhà. Tyree thì vẫn quan sát chạy theo sau. Noah tìm được xác của người thân nên là dành thời gian bên cạnh, còn Tyree thì kiểm tra quanh nhà. Những bức ảnh những gia đình khiến cho anh sao nhãng và bị zombie cắn. Noah xuất hiện để giết nó, chạy đi kêu cứu và Tyree thì bắt đầu gặp ảo giác với những người đã chết. Chúng ngồi phán xét việc Tyree không dám vấy bẩn tay trong tận thế, khiến cho kẻ thù có cơ hội để quay lại làm hại các thành viên khác. Rick đến kịp thời để chặt cánh tay bị cắn nhưng mà Tyrese vẫn chết tại vì mất máu quá nhiều Thế là cả nhóm mất đi hai thành viên trong thời gian quá ngắn mà người khổ nhất thì lại là Sasha Nhóm của Rick tiếp tục hành trình về Washington Xe đi hết xăng nên là chuyển qua đi bộ của anh Lân Và cái điểm khó chịu nhất là trời đang vào mùa hạn hán Đào ba tắc đất vẫn chả có tí nước nào May mà không cần điện ấy, không thì chắc thiếu điện lắm Cả nhóm còn mặc kệ zombie cho đỡ tốn sức Và đến khi tìm được cách nhẹ nhàng nhất thì họ mới xử lý đám zombie theo sau ví dụ như là đứng sát một cái vực xong rồi dụ zombie vô hụt rơi xuống mỗi tội là xa xa cứ lao vào để xả bực vì mất hai người thân liên tục thế là mọi người lại phải tốn sức để lao vào đâm chém để bảo vệ xa xa mệt thế nhưng mà cô vẫn được công nhận nên là không ai có ý định đuổi đi sau vụ việc này thì đoàn người lại tiếp tục đi bộ ero thỉnh thoảng lượn vào rừng để tìm đồ ăn thức uống nhưng chả có gì cả bọn đã trong cơn đói thì bỗng có một bầy chó xuất hiện thế là thôi làm tí dựa mận lá mơ cho giải đen nhưng mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề thiếu nước thì Daryl lại vào rừng để tìm cái gì bỏ vào mồm được nhưng mà chỉ tìm tìm thấy một nhà kho bỏ hoang trong lúc tuyệt vọng thì một bịch nước được để lại giữa đường với lời nhắn là từ một người bạn chính vì thế Rick không cho ai uống cả ngay lúc tâm trí cả bọn bị dày vò là có nên uống hay không thì trời đổ cơn mưa nước về nhưng mà cơn mưa kèm theo cả đống sấm sét nên là Daryl phải dẫn cả bọn về nhà kho vừa tìm thấy ờ, ít nhất là có nước và có chỗ trú rồi Rick ngồi nói chuyện với mọi người họ nhất định phải sống sót bằng cách là trở nên vô cảm với thế giới sẽ trở thành những xác chết biết đi The Walking Dead nhưng mà chả ai đồng ý với việc là trở thành zombie cả Rick quê vãi nửa đêm hôm đấy thì mưa chuyển thành bão và một đàn zombie không biết từ đâu tràn đến may là Daryl canh gác nên là kịp thời chặn cửa lại những người khác dần phát hiện vấn đề và tất cả cùng nhau chặn cánh cửa lại thành công vượt qua cơn bão hôm sau thì Maggie và Cha, Cha dậy sớm ra ngoài và thấy được sức mạnh của mẹ thiên nhiên đã làm gọi hết đám zombie. Hai người ngồi nói chuyện ngắm bình minh thì một anh chàng lạ mặt xuất hiện, tự giới thiệu là Aaron. Maggie và Sasha đưa anh này đến nhà kho để Rick nói chuyện. Aaron giới thiệu là HR của một cái trại gần đây, phụ trách cái mảng tuyển trạch viên. Anh ta đưa ra những bức ảnh của trại, họ có hàng rào và nhiều nhà trống nên là cần thêm nhiều thành viên có kinh nghiệm sinh tồn. Rick thấy cũng hay nên là đấm hết luôn bố này để có thời gian thảo luận với cả nhóm Sau những chuyện vừa trải qua Rick cực kỳ cảnh giác với các trại sống sót Và lập lệnh cho mọi người cảnh dưới và chuẩn bị chiến đấu Nhưng mà Maggie và Sasha thì tin Aaron vì anh này không đánh lén họ lúc ban đầu Nhưng mà Rick hoàn toàn bỏ qua và Carl phát hiện ra súng báo hiệu trong bao lâu của Aaron Và càng tin tưởng là Aaron là mở đầu cho một cuộc xâm lược Aaron thì chỉ có ý định là đưa hội này về cộng đồng thật Thậm chí là xe cộ đã được chuẩn bị sẵn và đỗ ở nơi gần đấy Michonne quyết định là sẽ đi kiểm tra chiếc xe. Mọi người đồng ý nên là Rick đành chấp nhận kế hoạch. Anh để một nhóm đi tìm xe, nếu mà họ không quay trở về trong một tiếng thì Aaron sẽ chết. Thực sự là có chiếc RV đang đợi ở đấy thật và không hề có mai phục xung quanh. Họ mang hết đồ hộp trên xe về. Nhưng mà thế không phải là Rick đã đồng ý đi cùng Aaron đâu. Một lần nữa thì Michonne phải đứng ra thuyết phục mọi người và dùng lá phiếu dân chủ để bắt Rick đồng ý. Cứ mà Rick quyết định là họ sẽ đi đường vòng vào ban đêm. Tối hôm đấy thì Rick cùng Glenn, Michonne đi cùng xe Aaron. Họ tông xuyên qua một đàn zombie và lạc mất chiếc RV đằng sau. Xe của họ thì đang chết máy vì kẹt thịt tối vào động cơ. Đúng lúc đấy thì bầu trời vụt sáng vì súng báo hiệu. Aaron đột nhiên mất bình tĩnh, bất chấp lao ra khỏi xe. Rick và mọi người lập tức đuổi theo và tìm được đến nơi của bà pháo hiệu. Những người còn lại trong nhóm cũng đang ở đây cùng với Eric, người yêu của Aaron, cũng là một HR khác. Anh này đã khai ra vị trí của trại nên là nhóm của Rick không cần mạo hiểm đi trong đêm nữa. cả bọn tiếp tục hành trình vào hôm sau. trong lúc mọi người dừng lại sửa xe, thì Rick đã lén giấu đi một khẩu súng để phòng hờ mọi việc và sau đó họ đến được trại. cầm đầu nơi này là Diana, một nghị sĩ. khu trại này được xây dựng để chuẩn bị cho tận thế. nhóm người của Diana đã an toàn trong trong này từ những ngày đầu rồi đóng cửa đến tận bây giờ tóm lại là đây là trại gà công nghiệp không biết gì về thế giới bên ngoài nhóm của rick là những người sống sót chân chính đầu tiên vào nơi này và từng là người phỏng vấn với diana súng ống và vũ khí đều bị tịch thu bù lại thì họ nhận được hai ngôi nhà mới có một cuộc sống văn minh rick thì được cạo râu cắt tóc nhóm của rick quyết định tụ tập hết về một ngôi nhà cho nó an toàn nhưng mà chính sự an toàn của nơi này mà khiến rick mất ngủ đến ngày hôm sau thì anh vẫn sốc bởi vì cái sự bình yên nơi này chỉ một giây lơ là khiến anh lạc mất dấu của kho và phát hoảng lên để tìm thằng bé may là cô hàng xóm chỉ cho Ấy. Carl thì có vẻ là dễ hòa nhập hơn với bọn nhóc và rõ ràng là thích con bé Enid này. Ờ, thì các bản là vì nó là đứa con gái duy nhất nhưng mà cũng xinh. Nhưng mà thằng bé ấy cũng nhận ra là sự yên bình sẽ làm họ yếu đi. Carol thì như được thả về môi trường tự nhiên, còn Daryl thì lại trở thành một thằng lạc loài chính hiệu. Rick đi kiểm tra dọc hàng rào phát hiện là không hề có người canh gác, người dân có thể dễ dàng trèo ra ngoài nếu muốn. Đội an ninh thì cũng chỉ có hai người gồm quý tử của Diana, một thằng hèn không xứng đáng được gọi tên. Trong lúc đấy thì Rick và Carl gặp nhau ngoài hàng rào và cùng nhau mài dao với lũ zombie hai tên đội an ninh định dọa đám Glenn bằng cách là dẫn đến chỗ hai thằng tra tấn một con zombie rồi ra lệnh cho mọi người đứng nhìn. Glenn không chịu được mà xử con zombie khiến cho quý tử này xù lông lên đòi mách mẹ. Thế là bị Glenn đấm cho ngay trước mặt mẹ. Nhưng mà cái bà này thừa biết là con trai vô dụng nên là dẹp yên mọi chuyện đồng thời trao cho Rick làm cảnh sát của trại cùng với Michonne. Bây giờ thì cảnh sát Rick đã trở lại và chấp nhận nơi này là nhà. Có nghĩa là Rick sẽ làm mọi thứ để nó được an toàn. Nếu mà Diana không làm được thì Rick sẽ làm thay. Nhưng mà mới chỉ Daryl và Carol biết được điều này. Cả nhóm này giờ chỉ còn Sasha là chấn thương tâm lý, cô đến kho để nhận súng rồi mang hết đống ảnh treo trong nhà ra bắn. Điên. Lúc này Rick cùng Carol và Daryl tiếp tục tính cho kế hoạch đảo chính. Họ cần thêm súng dự phòng. Lúc này thì có một con zombie kỳ lạ xuất hiện và có khắc chữ W trên trán. Ba người chả biết nó là cái gì nên là đành là ai đi đường nấy Rick quay về làm cảnh sát với Mission. Daryl thì được Aaron tìm đến vì muốn cùng nhau đi săn. Maggie lúc này trở thành thư ký của Diana. Rick thì cũng đến gặp bà này để tăng cường an ninh, tuần tra hàng rào, trang bị súng tỉa trên tháp đồng hồ. Nhưng mà Diana thì không muốn là người dân dùng súng trong cộng đồng. Thứ bà muốn là mở tiệc chào mừng mọi người. Carol lúc này đến nhà kho lợi dụng lúc mọi người không chú ý mở chốt cửa sổ phòng để súng tối hôm đó bữa tiệc được tổ chức Daryl thì được Aaron mời vào ăn bữa tối và mời anh trở thành HR của cộng đồng thù lao là một chiếc mô tô tự lắp trong lúc mọi người dự tiệc thì Carol lén đi lấy súng nhưng bị một thằng nhóc phát hiện cô đành phải dọa nó là không được nói cho ai ngoan thì được thưởng bánh quy sáng hôm sau Sasha đến gặp Diana nhận nhiệm vụ tuần tra bên ngoài hàng rào cùng lúc đó thì Carol cũng chia súng trộm được cho Rick mà Rick thì cũng chiếm được niềm tin của người dân trong cộng đồng người lúc này chuẩn bị đi tìm vật tư cùng tên quý tử và tên he ngoài ra còn có Eugene và Noah và Tara họ tìm đến một nhà kho với một đống zombie bị nhốt sau với cửa lưới nhưng mà đủ an toàn để lút đồ trong lúc dò dẫm tìm đồ thì một con zombie phun vũ trang tiếp cận tay quý tử thanh niên này bắn hoảng loạn liên tục và trúng quả liệu đạn trên người con zombie vụ nổ khiến cho tên quý tử bị ghim vào tường đám zombie thì thoát tràn được vào trong còn Tara thì bị chấn thương não họ đưa Tara vào tại một căn phòng nhưng phát hiện ra tên quý tử còn sống tên hèn thì muốn bỏ đồng đội lại nhưng mà Eugene bảo mọi người đi cứu hắn còn anh thì tìm và bế Tara ra xe trước nhóm của Glenn cố hết sức để cứu tên quý tử nhưng mà thằng hèn này thì cứ sợ chạy trước thế là đành phải bỏ mặc đồng đội chết đến khi chạy ra ngoài thì đám zombie đã bao vây xung quanh khiến họ kẹt lại ở cái cửa xoay tên hèn ở một bên còn glen và noah ở phía đối diện khi mà cả đám đang kẹt lại thì eugene xuất hiện dụ đám zombie bên ngoài đi thế là glen bảo hai bên giữ chặt để anh phá cửa kính rồi cả hai bên sẽ an toàn thoát ra nhưng mà cái thằng hèn lại sợ chết thế là chen bằng được ra ngoài khiến cho noah bị bọn zombie bên này tóm được tên hèn chạy đến chỗ eugene rồi bỏ mặc glen mà chạy về luôn nhưng mà glen đuổi kịp và đấm vào mồm thằng này thay cái phần của tôi Ôi chó ơi. Lúc này thì Carol lại bị thằng nhóc hôm trước xin bánh quy. Carol đành phải bảo nó trộm sô cô la thì cô làm bánh quy cho. thế nó làm thật. Trong lúc nấu ăn thì Carol phát hiện ra bố ra ngày đánh vợ đánh con. Ờ, phía Abraham thì được phân đến khu xây dựng. Bất ngờ có zombie tập kích. Khi có một người lỡ ngã thì tay chỉ huy ra lệnh là bỏ người kia lại luôn. Chỉ có Abraham là nhất quyết xông lên cứu, búp tinh thần cho những người còn lại dám nổ súng yểm trợ. Hành động này khiến Abraham trở thành chỉ huy khu xây dựng luôn. Khi nhóm của Rick đang đà chiếm hết vị trí cộng đồng thì Gabriel gặp Diana, tối cao Rick và đồng bọn là lũ man dợ sẵn sàng giết tất cả mọi người làm hại đến lợi ích của họ. Tối hôm đó thì Carol đã mách cho Rick về vụ bạo hành và xúi anh ra tay giết chồng. Lúc này thì tên hèn nhát quay về bị đặt câu chuyện cho Diana. Glenn cũng kể lại sự thật cho Rick khiến anh càng thôi thúc để thay đổi nơi này. Đầu tiên là thay đổi tên chồng bạo lực nhà hàng xóm. Sáng hôm sau thì Michonne cùng Rosita đi kiếm Sasha, còn Rick thì lại đi tìm Diana đề nghị phải thắt chặt quản lý giải quyết vấn đề của Pete ông chồng bạo lực. Hóa ra Diana biết hết nhưng mà Pete là bác sĩ phẫu thuật duy nhất nên là không ai dám làm gì. Chế độ cai trị của Diana là nhân ái không chừng phạt không sát sinh và thế là mối quan hệ của bà ta và Rick càng ngày càng gay gắt hơn. Trong lúc này thì Carl vẫn đang đuổi theo cô bé Inid ở trong rừng và tình cảm hai đứa bé chớm nở. Một người khác cũng lang thang trong rừng là Sasha, cô đi săn bọn zombie để trút giận, mặc cho Michon và Rosita khuyên ngăn. Cơ mà cơn giận của Sasha không hề giảm đi một tí nào. Lúc này thì Rick đang nói chuyện với cô hàng xóm đề nghị được giúp đỡ nhưng mà cô vẫn từ chối như bản năng người vợ người mẹ để bảo vệ tổ ấm. Rick thì vẫn cố gắng thuyết phục và ngay khi cô ta đồng ý thì Pete xuất hiện theo đúng nhắc hiệu của chương trình. Cả hai là vào đấm nhau và thôi khỏi còn nó thì chúng ta cũng biết là ai thắng rick đang đà điên máu liền chửi từ người dân đến diana thấy rick mất đà kiểm soát thì Mission đánh ngất anh đi tạm rời xa rick thì chúng ta đến với morgan trong không còn tuyệt vọng như hồi trước nữa morgan gặp một kẻ tự nhận là thuộc bầy sói <laughs> <laughs> Rapito. với chữ w trên đầu tên này muốn cướp đồ nhưng mà bị morgan dùng gậy đánh hết cả sói cả cừu thế là một chiến binh nữa lại chuẩn bị nhập nhóm lúc này thì rick đã tỉnh lại và quyết định là vẫn giấu mọi người kế hoạch đảo chính diana đưa ra cuộc họp vào buổi tối để quyết định số phận của rick carol lén đưa tiếp cho rick khẩu súng khác để chuẩn bị cho mọi tình huống lúc này thì glenn nhìn thấy tên hèn trả khỏi hàng rào nên đuổi theo tên gabriel cũng đi ra ngoài hàng rào làm gì thì không ai quan tâm cả Rick thì ngược lại Quay về nhà May là Carl hoàn toàn đồng ý với quyết định của Rick Nên lần này trông Rick cũng không hề áp lực tí nào Daryl và Aaron thì vẫn lang thang tuyển thành viên Và họ gặp phải một đống xe chứa đầy zombie Cả hai đành phải trốn vào một chiếc xe gần đó Và Morgan bất ngờ xuất hiện giải cứu cả hai Đến lúc tất cả đã an toàn Thì Morgan đưa ra tấm bản đồ để hỏi đường Thì Daryl nhận ra tên của Rick trên đó Lúc này thì Glenn trong khi đuổi theo tên hèn Thì dính đạn nhưng mà kịp thời trốn đi Gabriel thì quay lại cộng đồng Và được nhờ đóng cửa lại Nhưng mà đóng cửa cũng không biết đóng thằng này. Rick là người đầu tiên phát hiện điều này và săn lùng đám zombie lọt vào trong. Trong lúc đó thì cộng đồng đang cãi um nhau lên về Rick, còn anh thì lạnh lùng vác xác zombie đến chứng tỏ là an ninh của Diana như cây shit. Nhưng mà Diana vẫn cứng đầu phản đối cho đến khi Pete xuất hiện với thanh kiếm của Michonne giết chết chồng của Diana. Bà ta mới nhận ra là cần phải mạnh tay với những kẻ bại hoại và ra lệnh cho Rick giết chết Pete. Đúng lúc đó thì Morgan xuất hiện và nhìn thấy một Rick đầy tàn nhẫn. Mà đúng lúc này thì hội sói cũng đã tìm thấy được những bức ảnh dẫn đến cộng đồng Và thế là hết mùa năm Mùa 6 sau hay lắm đấy Hãy đón chờ phần tiếp theo vào thứ sáu tuần sau Tôi là vui vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer và các kênh trong hệ thống để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Xin chào và hẹn gặp lại